Cứ một trận đấu giữa đội Quảng Nam và Sông Lam Nga đã bắt đầu. Khi còn thi đấu, Đoàn Quang Hùng là một tiền vệ của bóng đá Đà Nẵng. Có thể chơi cả tiền vệ công lẫn tiền vệ thủ. Đường chuyền vào của anh Hùng, đánh đâu? Không vào! Sút bóng! Vào! 1-0 cho đội chủ nhà Quảng Nam. Hàng phòng ngự Sông Lam Nga đã chơi không tốt. Và Quảng Nam đã có bàn thắng đầu tiên dưới thời huấn luyện viên mới Đào Quang Hùng. Bàn thắng đến khá dễ dàng. Phút thứ 6 của trận đấu và đội chủ nhà đã sớm có được lợi thế. Tác giả bàn thắng vừa rồi là Huy Hùng. Trước trận đấu ngày hôm nay, Quảng Nam đã có 5 vị trí bàn ở V-League 2020. Trong đó, Sông Lam Nga mới chỉ có 3 người. Huy Hùng trở thành cầu thủ thứ 6 của Quảng Nam ghi hàm ở mùa giải mới. Ở đầu mùa giải hôm nay, Huy Hùng bị chấn thương và khi trở lại chưa bắt nhịp được. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến phong độ của Quảng Nam. Trong sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt thì vai trò của Huy Hùng và Đinh Thanh Trung, những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, là rất quan trọng. Phan Văn Đức. Sau một số ngày dịu mát thì nắng nóng chảy vào nước đá trở lại. Cầu thủ đang phải thi đấu trong điều kiện rất khắc nghiệt. Chúng ta xem lại màn mở tỷ số của Huy Hùng. Bàn thắng rất quý giá với Quảng Nam. Pha bắt bóng không dính của Văn Hoàng. Huy Hùng đã lập tức tận dụng cơ hội. Một sai lầm rất đáng tiếc của Văn Hoàng. Thủ môn đã khởi đầu mùa giải nay tốt. Chúng ta vừa nhìn thấy chuyên gia bóng đá Đoàn Phùng